Cung kính bái bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng, nhờ phép Phật siêu sinh tịnh độ, nước cam lồ cứu khổ độ ưu. Giờ phút này đàn tràng niệm Phật lần thứ hai của ngày 19 tháng 10 năm Kỷ Hợi đã sắp sửa diễn ra. Chúng con thành tâm kính cung thỉnh hòa thượng pháp sư cùng chư tôn thiền đức từ bi quang lâm đàn tràng, nhất tâm tụng kinh niệm Phật, cầu nguyện cho chư vị hương linh tổ tiên, ông bà cha mẹ, chư vị hương linh chiến sĩ trận vong, thập nhị loại cô hồn, tam thế oan gia trái chủ đồng được thừa hưởng công đức của quý ngài mà siêu sinh tịnh độ. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Được trên chư tôn thiền đức niệm Phật thay cho lời hứa khả, chúng con đảnh lễ cung thỉnh quý ngài tam bái. Nam mô Yeah.
Di Đà Phật. Chúng con thành tâm kính cung thỉnh Hòa Thượng Pháp Sư cùng Chư Tôn Thiền Đức an tọa. Yeah.
Thank you.
Sợ thương xá lại
Oh.
Phật. Hôm nay đủ duyên nhất định đi làm Phật, cõi lạc ban đức quá chủ còn thấy muộn. Huống nữa muốn nghiên cứu luận kinh giáo, e rằng đời đời kiếp kiếp trong luân hồi. Khắp mười phương thế giới vốn là cực lạc, cảnh sắc núi non giống như không, dung hợp với không. Bất cứ nơi nào cũng là thế giới cực lạc, tự tại vô ngại như gương trong, phản chiếu lẫn nhau, chỉ là không biết hồi đầu. Hễ quay đầu thì về đến năm hồ bốn biển, chẳng ai tranh giành. Phật A-di-đà thường duỗi tay ngày đêm tiếp dẫn, mong đợi người tu hành trở về bách hào, phóng quang độ chúng sinh. Hoàn toàn nhờ vào ba điều kiện tính nguyện hạnh, cho nên nói tất cả các duyên là do thức sở biến. Con người thật sự chẳng có mê và ngộ, chỉ cần đột nhiên hiểu rõ. Nay tất cả đại chúng hiện diện, bây giờ là hệ niệm để nhị thời Phật sự. Nay nếu đã biết rõ rồi thì phải nghĩ như thế nào? Trong ao lưu ly trăng sáng hiện, hoa sen nở thủy cầm tự tại. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thân thiên thánh tướng hảo quang minh vô cận luân bạch hào uyển triền ngộ tu di tham bồ trần ai quang. Oh.
tâm thanh tịnh, tức tâm này là Phật. Cho nên nói tâm thì làm Phật, niệm đến tâm không Phật cũng không, buông xuống trở về nơi tự tánh, tùy thuận pháp tánh không chướng ngại. Trong kinh dạy tâm và Phật như nhau, Phật và chúng sinh cũng vậy. Cho nên tâm Phật và chúng sinh cả ba không khác biệt. Cái gì gọi là tâm? Tâm ở đây có nhiều thứ, như là đoàn nhục tâm, tức là trái tim nằm trong thân này do huyết khí cha mẹ sanh ra. Kế đến là duyên lự tâm, tức là cái tâm này biết phân biệt những cảnh giới thiện ác, thuận nghịch, thương ghét, vân vân. Sau cùng là linh tri tâm. Chính cái tâm này dù cho lẫn lộn trong muôn việc mà không tạp loạn, dù trải qua ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai cũng không thay đổi. Nó có công năng độc chiếu, sáng ngời vượt hơn tất cả. So với bậc thánh thì tâm này cũng không tăng, so với phàm phu thì cái tâm này cũng chẳng giảm. Trôi lăn trong sanh tử luân hồi như hắc long châu trong biển lớn vẫn sáng sạch. Nên chứng được vô trụ niết bàn như trăng tháng tám sáng tỏa giữa hư không, như Phật đã giác ngộ. Vì vậy cho nên đặt một cái tên gọi là di tâm. Bởi chúng sanh mê muội thì biến thành vọng thức. Thật ra Phật tức là chúng sinh, chúng sinh tức là Phật. Khi mê là chúng sinh, lúc giác ngộ chính là Phật. Lìa khỏi tâm thì không có Phật, cũng không có chúng sinh, chỉ là sự khác biệt giữa mê và ngộ. Cho nên phàm và thánh mới có sự sai khác. Nên biết tâm, Phật và chúng sinh cả ba đều không khác. Thiền sư Vĩnh Gia có nói: trong mộng rõ ràng có sáu cõi luân hồi, khi giác ngộ rồi đại thiên cũng không dính mắc. Như vậy trong kinh nói từ đây đến Tây Phương trải qua 10 vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Trong cõi đó có Đức Phật hiểu là A-di-đà hiện đang thuyết pháp. Điều không ngoài di tâm tịnh độ bản tính di đà, tức là cảnh giới tịnh độ cũng từ tâm. Bản tánh sáng suốt thanh tịnh di đà cũng do nơi tâm. Cho nên mới biết ngay bây giờ tất cả các vị vong linh sống thì chẳng lìa những đó hoa sen, chết thì chẳng rời những hàng cây báo trùng trùng. Nghĩa là sống chết lúc nào cũng không lìa khỏi thế giới Cực Lạc, lúc nào cũng thân cận với từ phụ. Được tâm niệm liên tục như vậy, xét kỹ như vậy, nên biết rằng lìa khỏi tâm Phật và chúng sanh thì còn cái gì khác để chúng ta nói hay không? Đại viên cảnh trí sạch bụi bặm, trong ao sen báo trưởng thanh thai, ao bảy màu xa 10 vạn ức, bảo quang thường chiếu ngọc lâu đài. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cung thỉnh hòa thượng trụ lực nơi pháp tòa, cung thỉnh chư tôn đức trong ban hộ đàn cũng như quý Phật tử khởi thân để nhiễu Phật ba vòng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Dẫn Đạo Sư A
Ngài
Yeah.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
trống rộng thông suốt thì khi gọi mới có tiếng đáp lại. Ví dụ như hang cốc tự nhiên, nếu có tiếng động thì tự nhiên sẽ vang dội, nếu không gọi thì không có tiếng vang lại. Chư Phật, Bồ Tát dù không hiện thân ở trước chúng ta có hình có tướng, nhưng nếu thành tâm có cảm ắt có ứng. Bây giờ đã tu đến đệ nhị thời hệ niệm, Phật sự sắp viên mãn, những công đức thù thắng như trên đã nói đều đã gieo vào biển đại nguyện rộng lớn của Đức Như Lai. Có được công đức, xin vì tất cả các vong linh hiện tiền rửa sạch nghiệp chướng
tăng thêm thiện căn. Xả bỏ báo thân này liền sanh về tịnh độ. Lại xin hồi hướng từ vô thủy kiếp cho đến đời này như bọt nước trong biển cả, bị làn sóng nghiệp thức dồn dập cao thấp, như bầu trời bị mây mờ che khắp, tha hồ theo ý riêng của mình tạo nghiệp, cho nên cứ mãi trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Bỏ thân này lại thọ thân khác, trong bốn loài nạn noãn sinh thấp hóa. Biển nghiệp mênh mông bát ngát, tội nghiệp chồng chất cao như núi, phải hết lòng sám hối thì nghiệp chướng mới tiêu trừ. Sám hối tội quá khứ và phát nguyện cầu tương lai, lại phải nương nhờ nơi oai lực của đại chúng chí tâm sám hối và phát nguyện. Nay sám hối phát nguyện đã xong, hạnh đầy đủ cũng như người có mắt, nguyện tha thiết cũng như ánh sáng của mặt trời trăng đèn. Nương nhờ ánh sáng chiếu soi thấy được rõ ràng thì người tu hành mới đạt được mục tiêu. Cho nên những người niệm Phật nếu không phát nguyện vãng sinh, cho dù có công phu tu hành cũng chỉ là uổng công, vì bởi không theo lời Phật dạy. Bây giờ chư vị, tất cả các vị vong linh phải nên hiểu rõ ý này. Nam mô A Di Đà Phật. Một lòng quy kính Phật A Di Đà, thế giới cực lạc nguyện lấy hào quang trong sạch soi cho, lấy thời từ bi mà nhiếp toàn. Có ai Thank you.
sư từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Đệ tử chúng con hôm nay hướng về Đức Thế Tôn một lòng chí thành cầu xin sám hối, ngưỡng nguyện mười phương chư Phật ba đời, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh công đức, gia hộ cho tất cả các vong linh hiện tiền nghe tiếng niệm kinh, nghe lời giảng giải sáng suốt tinh thần, nhẹ nhàng tâm thức giác ngộ ly vô thường, thấu rõ nguồn tâm sinh về cõi tình. Chúng con cũng xin nguyện cầu cho ngôi Tam Bảo được trường tồn mãi ở thế gian, để chúng sinh nương nhờ phúc lợi phát tâm thiện lành, tránh đường mê muội ra khỏi trần lao, quay về chánh đạo, nhà nhà được an lạc, người người tin sâu Phật Pháp, thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Khắp nguyện người sống yên vui, kẻ mất siêu độ, tất cả chúng sanh đều thoát vòng khổ não, tinh tấn tu hành sớm thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ quý Phật, chúng sinh ở thế giới đại đạo vô thượng tâm, từ quý Pháp mà đưa nguyện thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải, từ quý tăng đương nguyện sanh thâm lễ đại chúng nhất thiên vô ngại. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô U Minh Giáo Chủ Cứu Khổ Bổn Tôn Cứu Bạc Minh Đồ Đại Thánh Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kính bạch trên chư Tôn Hòa Thượng chứng minh, chư Tôn Đức trong ban hộ đàn cùng toàn thể quý Phật tử, kính bạch quý ngài, vậy là đệ nhị thời giờ đây đã thập phần viên mãn. Hy vọng rằng hơn 2 tiếng đồng hồ qua, nhờ năng lượng lành của Hòa Thượng chứng minh, Hòa Thượng Pháp Sư cũng như chư Tăng Hộ Đàn đã rải năng lượng lành đến toàn thể tất cả chư vị hương linh, vong linh, oan gia trái chủ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, cũng như chư vị hương linh thai nhi, tất cả hương linh chết trong đủ mọi hoàn cảnh. Nhờ năng lượng lành của Hòa Thượng Pháp Sư cũng như chư Tôn Hộ Đàn, năng lượng ấy đã đi khắp vào tâm thức của hương linh, mà các vị hương linh sẽ giác ngộ, sớm quay về nẻo chánh, tinh tấn tu hành, cầu mong giải thoát. Đệ nhị thời khép lại trong trang nghiêm an lạc. Giờ phút này chúng con thay lời ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng Pháp Sư hồi quy bản tự nghỉ ngơi. Chúng con mời cung thỉnh chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng trong ban hộ đàn ở lại trong giây lát để ban tổ chức sắp xếp những phẩm vật
sau đó cung thỉnh quý ngài Quan Lâm trước những án tiền đợi phong sơn thí thực và cúng tiến giác hương linh. Chúng con cũng thay lời ban tổ chức ngày mai theo theo chương trình là 8 giờ rưỡi cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng Quan Lâm về đại hùng bủ điện giác sanh tự để 10 giờ rưỡi diễn ra lễ tre tăng vào lúc 14 giờ ngày mai đệ tam thời đã diễn ra và khép lại. Chúng con thành tâm cung thỉnh hòa thượng Quan Lâm bổn tự ngày mai để cho buổi lễ được trọn phần công đức. Giờ phút này chúng con cung thỉnh hòa thượng trở về phương trượng nghỉ ngơi. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếng
tiền chiêu hội ngưỡng bạch ô mình giáo chỗ y chánh trang nghiêm tơ thập bát nguyện độ chúng sanh chính phạm sen vàng mong mà thoát quá vọng về hiệp Phật tử đạo tràng tam thời hệ niệm tại giác sanh tự thập phương bổn đạo tiến lập đàn tràng ngưỡng bạch thiên tăng phúng tụng kinh chú mời phục về chẳng linh hương linh quá vãng cổ quyền thật tổ nội ngoại sông thân cập chiến sĩ trận vong đồng bào tứ nạn tứ sanh lục đạo thầm loại cô hồn thập nhị loại cô hồn hạ sa ngã quỷ hở vị vô danh đại tiểu chư vong mà phượng phất hạ nhị hoặc vô địa phương hoặc hữu danh vô vị quán lỗ hạ trầm địch thế nạn phiêu linh quán quả nạn đau bên nam nữ thương vong lộ đồ tán mạng trùng tan liên tán quan già trai chỗ cụ thù chấp mẹ đôi trăng bãi thương vong tai nạn vào thông đường biển đường sông tha như sản nạn thay như bị chói bỏ trong mỗi hoàn cảnh yếu tử quan hồn con chớ về hương linh vong linh siêu mơ lạc mà cái dành kỹ tự cái con bài gì tại giác sanh tam thời hệ niệm cùng chữ vị chân linh hướng lên qua dạng thừa tam bảo lực nghi trường bí mật ngon lại đâu trai đàn thọ hưởng cam lộ pháp mi thực cam lộ pháp vị siêu sanh tịnh độ về chân linh
bất nghe mọi giác tân thượng minh vâng ngọn kẻ dễ tiêu diệu thánh kim canh nhi tử tại giảng kém a sa tai tam thịnh phục vọng lai lâm trở chỗ thành tâm thượng hương bái thân hương hoa giao chỗ bổn tôn địa ngục Bồ Tát Ma Ha Tăng tim mà chịu phụng vị a địa ngục gì không thể bất thành Phật chúng sanh độ tận vương chứng Bồ Đề đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tim ma chiều bụng vì quá vàng chứ vị hương linh ký danh ký ảnh ký cốt nơi a gia sanh từ tam thời hãy niệm cùng các hướng linh của quyền thất tổ nội ngoại tông môn ba thúc đại huynh cô dì tỷ muội chẳng dòng chiến sĩ đồng bào tử nạn cập thai nhi vô tội a lai đau Phật đường thính pháp văn kinh tốc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ a lại mời tử trận đau binh những anh chiến sĩ cất mình ra đi vì nước bộ mình này chỉ thương dân đua chạy tứ chỉ tới bời cảnh ngộ đôi gấp khổ với chồng thời lạc vợ cha thời lạc con khôn hay ra mắt ai còn kẻ nam người bắt khôn mà toàn lê nào cửa nhà chẳng có bao đau nay cầu mai quan xiết bao khổ lòng kẻ thời mang xích mang gồng đi thời diệu dắt lại bồng cháu con nghĩ thôi thân béo gan mòn trai cô gái quá những đòn nổi trôi kẻ thời cái bát cái nồi cộng gạo nắm gạo thắm sầu xót xa kẻ thời nên bốn nên ba nên tám nên chín cũng là lên năm đôi còm kêu không ngầm ngầm chẳng đi chẳng đặng lại nằm khóc than khó khăn phải chịu cơ hàng cặp khi thời địch không toan ở đời cam mà lai thọ cam mà lộ gì cặp
chay chú kiền thiền trà châm sơ tuần này. Cha chăm sư từng khởi thân lê nhị ba hồ quỳ lại mời văn chức trọng áo quyền cũng là võ chức ở miền kinh đô chi tầm giúp nước phò vô lên xe xuống ngựa rỡ đùa trống treo chẳng may quốc loạn văn nghèo ra tay chống đỡ hồn theo gió tăng vèo vèo phách quế văn văn nghe lời triệu thỉnh nao giỏi đạn đường ra lại tỏ cảm lo dễ lại mời hiền sĩ nhỏ gia chỉ mong cải đỡ khỏi khoa hôn ngồi mùi năm đèn sách trao dồi sổ mạng thôi rồi thoát xuống âm ti à lại mời à những kẻ lượng y nếu mời diệu dượng phòng khi trở ngồi linh đường truyền báo trong đời hồi sanh cải tử mọi nơi an lành tưởng là khỏi số thiên đình nào hay một phút xuống thành Diêm Ma La Tây Phương vội vội còn xa hồn nay có biết à đó là uống mình lại mời địa ly tướng hình tầm long điểm nguyện nên danh để đời ngao vô đến đất nước người thấu sơn định cuộc đổi đời âm dương nào hãy sanh tử vô thường mở màn một phút quỳnh lương đã đành lại mời thầy bói khoa danh dẻo tiền quyết đoán tự sanh cho người phải khi đau ốm khí trời non bồng thâm thấm một nơi theo cùng lại mời thề nợ cùng trùng những người trốn chúa luận trọng mà ra đi hưởng hòa phán sát đòi nghi tại vòng tay nở chân đi hướng hại khôn hai chiều nắng mưa mai ngộ đình nắng quán lạc loại chúa tôi cùng người buông ngược bắn nghi xuôi trái nghệ thương mãi trong nghề chở chiên những người buôn bán bỏ thuyền nhiều bán nhiều tiền nên đại phú gia chẳng may gặp trận phong ba nhà tan cửa nát người ra cất dòng những người tự sắc quan dâm mẹ cha không dạy chẳng cầm mà đặng con khóm nơi góc biển đầu non gặp khi trời dịch không còn mang thân nghe lời triệu thần ăn nghe cần nỡ
đường theo gió đến gần nghe kinh lại mời tử trận đạo bình. Những anh chiến sĩ cách mình ra đi, về nước bỏ mình hệ chi. Thượng dân đua chạy tứ chi tôi bời, cảnh ngộ đời rất khổ vơi. Chồng thời lạc vợ cha, thời lạc con, còn hai ai mất ai còn. Kẻ nam người bất khôn tăng lễ nào, cửa nhà chẳng có lao đao. Nay cầu mai quán xiết bao khổ lòng, kẻ thời mang xích mạng gồng. Đi thời diệu giấc lại bồng cháu con, nghe thôi thân hiếu gân mòn trai. Cò gai qua những đoàn nổi trôi, kẻ tài các bác cái nồi. Cộng rau năm gạo tám sao sống xa, kẻ thời nên bốn nên ba nên tám nên chín cũng là lên năm. Đổi cơm kêu khóc ngầm ngầm, chẳng đi chẳng đặng lại nằm khóc eo than. Khó khăn phải chịu cơ hàng, gặp khi thời dịch không toan ở đời. Lại mời già trẻ mấy người, những ai chết trẻo thở hồi thở ngay. Để thời nương gãy vịnh cây, lọn theo giữa vót mình gầy héo hồn. Những người nít thấy trầm hồn xương trong bụng, có thân trong bụng dìu. Kẻ thời chính núi chết đều, chết thì chết chung cũng người chết đồng. Kẻ thời lỗi đạo nhân lân, vội trà ngựa dưỡng bởi nhân thôi hẹn. Kẻ thời trăng căn trầu vàng, bị tên bị súng cầm mang xương gầy vách đàn cho căng té cây. Xe lăn ở đạm phành thay nước nghiền, người thời mất nỗi ưu phiền. Lấy giày thất cỏ nhảy miền vực sau, người thời ôm mà mối tuổi sầu. Lỡ duyên chồng vợ buồn rầu em, người thời lên chốn sơn khê. Mỏi đâm heo xúc tứ bề tường vây, non cao thầm thầm ai hay. Đã đành mòn nỗi bỏ tay trên ngàn, ông tàn trời đánh chết ngàn quyết hồ sáng nạn ba đàn chúng vây. Thường cho các bé thôi nhi, mẹ cha ruộng bỏ trong khi đau lòng. Mà chăm mà chợ mà chạy mà mỏi mơ rõ đông vài điều nghe. Chim kêu chuột túc ai hay, người khó kẻ bối nghiệm dày thầm thầy. Khi nghe có tiếng mổ thầy, có hòn lục đạo đến ngay đàn tiền. Thả hồn bố thí trai duyên, nương nhờ Phật lực thế về miền Tây Phương. Tinh chỗ thọ phước vĩnh trường, thọ gia đều được kiết tường khấn ninh. Cầu cho thiên hạ thái bình, tất cả phàm giới hữu tình an vui.
Nam mô Đại Hạnh Hoan Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Vô Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Vô Hiền Bồ Tát. Ma Tát. Nam mô Diễn Viên Vương Bồ Tát. Nam mô Diễn Viên Vương Tát. Nam mô Diễn Viên Vương Bồ Tát. Ma Tát. Mạnh Quả Diệm Diệm Chiêu Thiên Thành. Thiên Thành Lý Diệm Nhiệt Cố Hồng. Ma Cố Hồng Nhượng Yếu Sanh Tình Đó Thánh Tôn Hoa Nghiêm Ban Kệ Kính. Nhược nhân dục liệu trì tam thế như thiên phận ơn hoàng pháp giới ánh tạo án dài nhược nhân dùng liệu trì tam thế những thiên phật ơn hoàng pháp giới tành những thiên di tâm tạo nhượng nhân dùng liệu tri tam thể nhân thiết phạm ơn hòa giới tánh như thiên di tâm tạo an và ra đế giả ta bà an và ra đế giả ta bà an và ra đế giả ta bà Bồ Đề Rì Già Rì Đa Rì Đạt Đa Nga Đa Gia. Nam mô Bồ Bồ Đề Rì Già Rì Đa Rì Đạt Đa Nga Đa Gia. Nam mô Bồ Bồ Đề Rì Già Rì Đa Rì Đạt Đa Nga Đa Gia. Giang Tam Đà Ra Gia Đa Ta Bà Ra Đà Ta Bà A. Nam mô Đại Vương Quảng Phật Quán Nghiêm Kinh. Nam mô Đại Vương Quảng Phật Quán Nghiêm Kinh. Nam mô Đại Vương Quảng Phật Quán Nghiêm Kinh. Nam mô Thượng Trụ Tập Phương Phật. Nam mô Thượng Trụ Tập Phương Phật. Nam mô Thượng Trụ Tập Phương Tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Minh Vương Cố Khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. Nam mô Thượng Trụ Tập Phương Phật. Nam mô Thượng Trụ Tập Phương Pháp. Nam mô Thượng Trụ Tập Phương Tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Minh Vương Cố Khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. Nam mô Thượng Trụ Tập Phương Phật. Nam mô Thượng Trụ Tập Phương Pháp. Nam mô Thượng Trụ Tập Phương Tăng. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Minh Vương Cố Khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. Hương linh quy Phật, hương linh quy Pháp, hương linh quy Tăng, hương linh quy Phạn Lượng Túc Tôn. Hương linh quy Phá Ly Dục Tôn Ma. Hương linh quy Tăng Chúng Trung Tôn Ma. Hương linh quy Phật Cảnh. Hương linh quy Pháp Cảnh.
và hướng lên quy Pháp, mà hướng lên quy Tăng, hướng lên quy Phạn Lượng Túc Tôn, hướng lên quy Pháp Ly Dục Tôn, mà hướng lên quy Tăng Chúng Trụng Tôn, mà hướng lên quy Phật Cảnh, hướng lên quy Pháp Cảnh, hướng lên quy Tăng Cảnh, hướng lên quy Phật, hướng lên quy Pháp, hướng lên quy Tăng, hướng lên quy Phạn Lượng Túc Tôn, hướng lên quy Pháp Ly Dục Tôn, hướng lên quy Tăng Chúng Trụng Tôn, hướng lên quy Phật Cảnh, hướng lên quy Pháp Cảnh, hướng lên quy Tăng Cảnh, Phật tử sợ tạo chớ ác nghiệp, giấy do vô thị tham sân si, tùng thân ngữ chỉ sợ sanh nhất thiết, Phật tử giai sám hồi. Hồ tân sợ tạo chư an nghiệm, giai gió vô thị tam sân si, tùng thân ngữ chỉ sợ sanh như thiết hữu tình giai sám hồi. Có hồn sợ tạo chư an nghiệm, giai gió vô thị tam sân si, tùng thân ngữ chỉ sợ sanh như thiên cô hồn giải sám hồi. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện ngọc, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thề nguyện hồng, tự tánh Phật đạo thề nguyện thành, tự tánh chúng sanh thề nguyện độ, tự tánh phiền não thề nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thề nguyện hồng, tự tánh Phật đạo thề nguyện thành, tự tánh chúng sanh thề nguyện độ, tự tánh phiền não thề nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thề nguyện hồng, tự tánh Phật đạo thề nguyện thành. Án bán ra mạng lân đà nảnh ta bà, án bán ra mạng lân đà nảnh ta bà, án bán ra mạng lân đà nảnh ta bà, lỡ là kế ta bà, lỡ là kế ta bà, lỡ là kế ta bà. An bồ vô đi đi già đi đa đa ngã đa già, an bồ vô đi đi già đi đa đa ngã đa già, an bồ vô đi đi già đi đa đa ngã đa già. An tam muội gia tất độ phạm, an tam muội gia tất độ phạm, an tam muội gia tất độ phạm. Nam mô tăng phà đản tha ngã đa và lô chi đế, an tam bạc ra tam bạc ra hồng. Nam mô tăng phà đản tha ngã đa và lô chi đế, an tam bạc ra tam bạc ra hồng. Nam mô tăng phà đản tha ngã đa và lô chi đế, an tam bạc ra tam bạc ra hồng. Nam mô tô rô bà gia đản tha ngã đa gia đắc đề tạng tô rô bát ra tô rô an ra tô
rô ta bà nam mô tu rô bà gia đắc ta ngã đa gia đắc điện tăng tu rô tu rô bác ra tu rô bác ra tu rô ta bà hán non 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 hán non 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 ăn nang 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 nam mô tam mạng đa một đà nam mạng non nam mô tam mạng đa một đà nam mạng non a nam mô tam mạng đa một đà nam mạng non a nam mô đa bảo như lai a nam mô bảo tăng như lai a nam mô diệu sắc thần như lai a nam mô hoàng bản thân như lai a nam mô ly bối Như Lai Nam Mô Cam Lộ Vượng Như Lai Nam Mô A Di Đà Như Lai Nam Mô Đa Bảo Như Lai Nam Mô Bảo Thắng Như Lai Nam Mô Diệu Sáng Thân Như Lai Nam Mô Quảng Bác Thân Như Lai Nam Mô Ly Vô Quý Như Lai Nam Mô Cam Lộ Vượng Như Lai Nam Mô A Di Đà Như Lai Nam Mô Đa Bảo Như Lai Nam Mô Bảo Thắng Như Lai Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai Nam Mô Quảng Bác Thân Như Lai Lê Bồ Quý Như Lai Nam Mô Cam Lộ Dương Như Lai Nam Mô A Di Đà Như Lai Thần Chú Giá Trì Tịnh Pháp Thật Phổ Thí A Sa Chúng Phật Tử Nguyện Giai Bảo Mạng Xã Sang Tam Mà Tông Thoát Cô Minh Sinh Tịnh Độ Quý Tam Bảo Phát Bồ Đề Cư Kiến Đất Thành Vô Thượng Đà Ảo công đức vô biên tặng vị lai Nhân thiện Phật tự đồng pháp thật Thần chú gia trì phạm thi thật Phổ thi hà sa chung ngũ tình Nguyện giai bao mãn xã sang tham Tốc tổ ngũ minh sanh tịnh đầu Quỷ y tam bảo phát bồ đề Cứ kiến đắc thành vô thượng đạo Công đức vô biên tặng về lai những thiết hữu tình đồng pháp tận thần chú gia trì cam lộ thị phổ thị hà sa chúng cô hồng nguyện giai bảo mạng xã sáng tham mà tấu tố cụ mình sanh tịnh độ quy y tam bảo pháp bồ đề cô canh đắc thành vô thượng đạo công đức vô biên tận về lai những thế cô hồn đồng pháp tờ ca nhớ đặng phật tờ chúng ngã kim thi nhự cúng ma thờ thực biến thầm phương nhân thế và tờ công nguyện gì tờ công đức bồ cảm như tiếng ngã đặng giữ phần tờ giai công thành vạn đạo nhớ đặng hữu tình chúng ngã kim thi nhự cúng ma thờ thượng biến thầm phương những thiên hộ tình cộng nguyện về thời công đức phò cầm nhân thiên đặng giờ hộ tình giai công thành vợ đạo như đặng cô hồn chúng ngã kim thi nhự cung tự thân biên thập phương như thiên cô hồn công nguyên vị thử công đức phổ cầm nhân thiết ngã đặng dễ cô hồn giai công thành vợ đạo như đặng chiến sĩ chúng ngã kim thi nhờ cũng ma thờ thượng biến thập phương nhân thiện chiến sĩ cộng nguyện vị thở công đức phổ cảm ơn nhân thiết ngã đằng dự chiến sĩ giai công thành phật đạo nhớ đẳng quỷ thần chúng ngã kim thế nhờ cũng ma thờ thượng biến
thầm phương nhân thiết quỷ thần cộng nguyện dị thử công đức vô cập nhất thiền. À, đặng giờ quy tân giai công thành Phật đạo an môn lượng lặng ta bà an môn lượng lặng ta bà an môn lượng lặng ta bà an nga nắng tam bà và biển nhân ra hồng an nga nắng tam bà và biển nhân ra hồng an nga nắng tam bà và biển nhật ca ra hồng. Dạng sanh quyết định thần cho chân ngôn Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đà Tha Dạ Đà Dạ Đà Địa Dạ Tha Di Đi Đô Bà Tề Di Đà Thắng Trâm Ba Tê A Di Đi Đô Tì Ca Lan Đê A Di Đi Đô Tì Ca Lan Đê Dạ Di Ni Dạ Dạ Na Chi Đà Ca Lê Tha Bà Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đà Tha Dạ Đà Dạ Đà Địa Dạ Tha Di Đi Đô Bà Tề A di đà tất tâm bà thầy a di đà tỳ ca lan đê a di đà tỳ ca lan đa ya di ni ya ya na chi đà ta ba nam mô a di đà bà ya đà ta ya đà ya đà đê ya ta a di đà tất tâm bà thầy a di đà tỳ ca lan đê a di đà Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí
Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ca. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ca. Nam mô Đại Hải Chúng Bồ Tát Nhất Giả Lệ Kính Chư Phật. Về giả xưng tán như lai tam già hoàng tu cung dường tư già sám hối nghiệp chướng ngộ giả tề hay cổng đứng lỗ già thánh chuyên pháp luân thất giả thành Phật trụ thế Tỳ Phân Hồng Kiều Giá Hàm Thuận Chúng Sanh Thầm Già Phổ Giái Hồi Cũng Thế Tờ Cô Hồn Công Đức Tờ Thần Hành Vô Biên Thần Phương Giái Hồi Hướng Phạm Giới Chư Chúng Sanh Tông Vàng Vô Lượng Hoàng Phật Sáng Nguyện Tiêu Tam Chướng Trừ Phiền Não Nguyện Đăng Chí Huệ Chứng Minh Liễu Phổ Nguyện Tội Chướng Thân Thế Thế Thượng Anh Bồ Tát Đào Nguyện Sanh Tây Phương Tịnh Độ Chúng Kiều Phẩm Liên Hoa Vi Phù Mẫu Qua Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh Bất Thối Bồ Tát Vi Ban Lữ Nguyện Dì Thở Công Đức Phổ Cầm Đang giữ chúng sanh giai công thành Phật Đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Giảng Đạo Sư A Di Đà Phật Tất Đại Chứng Minh Phục Nguyện Tơ Thời Việt Nam Quốc Thành Phố Hồ Chí Minh Quận 11 Phường 14 Âu Cơ Lộ 103 Chùa Giác Sanh hôm nay Ngày 21 tháng 9 năm Kỷ Hợi Bổn Tự trụ trì hiệp cùng Phật tử Hoa Bảo đại diện đạo tràng nam nữ Phật tử và chư thiện nam tín nữ Phật tử thập phương bốn đạo đạo tràng đại tiểu tu hương thiết lập đạn tràng Phổn mơ Phật thỉnh tăng tổ trô bổ điện phóng tụng kinh chú cập niệm Phật công đức. Chiên gì kỳ siêu cúng tiếng chư vị chân linh tam thời hệ niệm. Cứu khổ bạc đỏ chân hướng linh vong linh quá dạng cứu quyền thất tổ nội ngoại song thân cảm chiến sĩ trận vong đồng bào tớ nạn tứ sanh lục đạo thập loại cô hồn thập nhị loại cô hồn hà sa ngã quỷ hữu vị vô danh Đại tiểu chư vong phượng phát khà nhĩ hoặc vô đại địa phương hoặc hữu danh vô vị hoặc lỗ hà trầm nịch thiếu nạn phiêu linh hoặc quả nạn đau binh nam nữ thương vong lộ đồ tán mạng
trùng tán liên tán quan gia trái chỗ cựu thù chấp ma đói trận bãi thương vong tai nạn giao thông đường thì đường bộ thai nhi sáng nạn yếu tử quan hồn cùng ma chê vị hướng linh vong linh liệt ra mồ siêu mã a à, vô tự vô danh ký có ký tự bài vị tại chùa giác sanh tam thời hệ niệm chê vị đẳng đẳng hết chê vị lại đáo đạn tiền thinh pháp nghe kinh thọ hướng cam lộ pháp thực cam lộ pháp vị thừa tư phật lực pháp lực tăng lực quy chế phật tiền quy tam bảo thinh pháp văn kinh tó ngộ tâm linh siêu sanh tịnh độ thoát khỏi tam đồ khổ minh lộ địa ngục ngã quỷ súc sanh ngưỡng nguyện tam bảo chứng minh từ bi gia họ và tiếp độ chân hướng linh vọng linh quá giảng cùng một pháp danh là siêu thoát được vãng sanh Tây phương cực lạc quốc và dương môn hiện tiền giác sanh bốn tự chư tôn đức tăng thượng hoàng hạ qua các trang nghiêm bổn đạo đàng na ngoại hộ nội tu tăng phát phổ nguyện đạo tràng an lạc trụ trì thần tấn thắng duyên thiện nam tín nữ Phật tự lượng biên đại tiểu đẳng đẳng phước đẳng hà sa thọ tề nam nhạc tứ phương lợi lạc ngộ cốc phong vinh hết thảy chúng sanh đồng thành Phật đạo nam mô a di đà phật hướng linh từ quy phật được nguyện chúng sanh thế giới đại đạo pháp vô thường tâm hướng linh từ quy pháp được nguyện sanh tâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải hướng linh từ quy tăng đương nguyện chúng sanh thông ly đại chúng như thiết vô ngài tiêu diêu chân thế giới khoái lạc bảo liên đài chưởng thế tôn tiền như lai thân thọ ký nam mô siêu lạc độ bồ tát nam mô siêu lạc độ bồ tát nam mô siêu lạc độ bồ tát ca nguyện đem công đức này trang nghiêm tây phương cõi tịnh độ ơn nặng giới cứu khổ tam đồ nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc đàn tràng viên mãn pháp sự cho viên trai chỗ thành tâm lễ tạ tam bảo đại gì chân linh lễ thành tam bối
cho pháp hội chúng con. Cầu xin mười phương ba đời chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Long Thiên Bát Bộ hộ pháp thiện thần phóng quang tiếp độ cho đặng đặng chân linh, vong linh, hương linh, cửu hiền thất tổ, nội ngoại tông thân, thúc bá đệ huynh, cô dì tỷ muội, hữu danh vô dị, hữu dị vô danh, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập lỗi cô hồn, thai nhi sạn nạn, thai nhi chối bỏ, oan gia trái chủ, nhiều đời nhiều kiếp của chúng con, và đặng đặng hương linh vong linh chết trong đủ mọi hoàn cảnh, đang lai đáo án tiền, tính pháp văn kinh, tốc xả mê đồ, siêu sinh tịnh độ, gượng nguyện hồng ân tam bảo, đức từ phụ A Di Đà, đức Quan Thế Âm Bồ Tát, đức Đại Thế Chí Bồ Tát, đức Địa Tạng Bồ Tát, phóng ngọc hà quang tiếp độ cho đặng đặng hương linh của chúng con được sớm siêu sanh tịnh độ về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Gượng nguyện hồng ân tam bảo gia trì cho tất cả chư vị cùng tất cả chân linh, hương linh, vong linh, đặng đặng hương linh được sớm siêu sanh tịnh độ. Hôm nay con xin đại diện sám hối cho oan gia chế chủ đang ký tự, ký cốt, ký danh ở đây, bài vị ở đây, và thanh nhi sạn nạn, thanh nhi xúc xạo, thanh nhi chối bỏ. Con xin đại diện cho các bậc làm cha làm mẹ, thỉnh hết tất cả mười phương ba đời chư Phật về quan giáng đạo tràng, pháp hội tâm thời hệ niệm, phóng quang tiếp độ cho cựu huyền thất tổ của chúng con, nhiều đời nhiều kiếp ông bà cha mẹ, đa sanh phụ mẫu, thất thế phụ mẫu của chúng con, và tất cả hương linh vong linh chết trong đủ mọi hoàn cảnh đang lai đáo án tiền. Cầu xin từ phụ A Di Đà, Quan Âm Đại Thế Chí, Địa Tạng Bồ Tát, thương tình phóng ngọc hào quang đặng đặng hương linh được sớm siêu sanh tịnh độ về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Còn tất cả các oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của chúng con vô tình hay cố ý làm khổ các ngài, xin thành tâm đối trước Phật tiền, xin thành tâm sám hối, đã thỉnh chư vị về đây đăng ký bài vị cầu an, xin cho tất cả chư vị được bình an vô sự, tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, quý vị buông bỏ những hận thù, chấp những người bệnh được ly khổ đắc lạc. Cầu xin Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp độ cho chư vị. Chư vị hoan hỷ đã về đây đã 20 ngày rồi, thì ngày mai là chúng con có pháp hội cúng trai tăng, phóng sanh, làm cúng dường tam bảo, và làm trên 1.000 người mù cúng dường những bữa ăn để cho những chư vị được no đủ. Chư vị đã hưởng được những phước báo này thì nên buông bỏ những hận thù. Con đem cả một tấm lòng thành thỉnh chư vị về đây, thì chư vị cố gắng tu tập với chúng con, và để buông bỏ những hận thù này, chư vị sẽ trở về với Phật rồi đổ lại cho những người thân quyến của mình. Cầu Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm Đại Thế Chí và cùng Địa Tạng Bồ Tát phóng ngọc hà quang cho chư vị oan gia trái chủ và thai nhi sạn nạn, thai nhi xúc xạo. Con xin đại diện, xin chân thành đọc bài sám hối trước Tam Bảo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con đối trước Tam Bảo chí thành sám hối cho tất cả thai nhi vô tội, thai nhi tạng nạn, thai nhi chối bỏ. Trước chưa hiểu Phật Pháp, thai nhi được vài tháng không biết là có tội, đã chối bỏ con mình vì tất cả hoàn cảnh không có tiền nuôi con, hoặc người tình ruồng bỏ đã phá bỏ thai nhi, lại sát hại con mình làm thai nhi khốn khổ, bơ vơ và đói lạnh, để thai nhi than khóc: mẹ ơi nợ giết con, vì hoàn cảnh đông con, nghĩ rằng là giọt máu đi thông thường kinh nguyệt, đâu biết có linh hồn. Hỡi con thơ bé nhỏ, tha tội cho mẹ cha đã giết chết con mình khi còn là giọt máu. Ngày nay thật đau khổ, đã lỡ rồi con ạ. Mẹ thành tâm sám hối với các con của mình, tha tội cho mẹ cha. Nếu biết được Phật Pháp thì không giết con mình đói lạnh đùm bọc nhau, cơm muối thà ăn khổ, để tâm không ân hận. Giờ mẹ cha đã biết, làm sao hạ con thơ. Nếu cha mẹ tỉnh thức thì thai nhi bây giờ đã trưởng thành khôn lớn, biết hiếu thuận mẹ cha, ngày nay hiểu Phật Pháp, nghe được lời thai nhi: cha mẹ ơi sao nợ giết con lúc còn non. Muốn có được thân người phải tu hành nhiều kiếp, nay cơ hội mất rồi,
muôn kiếp khó lại được. Con khổ, cha mẹ khổ, vạn kiếp làm sao nguôi. Anh chị em của con được cha mẹ cưng chiều, con làm vật hy sinh cho họ được đầy đủ. Cha mẹ thử nghĩ coi, làm vậy có đúng không? Đứa thương đứa ruồng bỏ, con làm sao khỏi hận. Còn những tình nhân trẻ chưa chuẩn bị vào đời để làm cha làm mẹ, lại chẳng kể đạo lý, làm người mất đoan chánh, phạm vào tội tà dâm. Khi đắm say khoái lạc, thai nhi được vài tháng lại đang tâm vứt bỏ, không một chút thương tiếc, không một niềm hối hận. Đến mạng sống thai nhi, lầm lỗi tiếp lầm lỗi, cho rằng mình có quyền sát sanh theo ý muốn. Nợ mạng phải đền mạng, lạ thường tình thế gian. Nợ này sao nguôi được, trước tam bảo quang minh, con thành tâm sám hối, nguyện chư Phật mười phương chứng giảm tấm lòng con. Các con thương yêu ơi, cắt đứt mạng sống con, nay hối hận vô cùng, xin các con hoan hỷ tha tội cho mẹ cha. Các bậc làm cha mẹ, hãy khuyên dạy con cháu đừng bao giờ tái phạm, phá bỏ các thai nhi một ngày không biết bao. Sinh lên bé bỏng này than khóc và rên rỉ vào nửa đêm thanh vắng, lạnh lẽo và đói khát, không miếng vải che thân, đau khổ vô cùng tận. Hỡi các bậc cha mẹ, hãy chấm dứt việc này để tâm được thảnh thơi, không đau khổ hết đời. Các bé làm tiểu quỷ sẽ phá hoại chúng ta, đau khổ đến hết đời, oan oan và tương báo. Nợ mạng phải đền mạng, vâng theo lời Phật dạy, sám hối tội đã làm, tụng kinh và lễ Phật, phóng sanh và cứu mạng, làm những việc phước thiện để hồi hướng thai nhi, sớm lìa khổ được vui. Nay đối trước tam bảo, chí thành xin sám hối, nguyện chư Phật chứng minh tội chướng được tiêu trừ. Thành tâm con khấn nguyện Đức Phật A Di Đà, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Âm cùng Thế Chí trụ lòng đại từ bi, cứu độ các vong linh, thai nhi được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn vong linh thai nhi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn vong linh thai nhi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn vong linh thai nhi A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát, Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát, Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Từ quý Phật đường nguyện chúng sanh thế giới dạy đạo pháp vô thường tâm. Từ quý pháp đường nguyện chúng sanh tham nhập kinh tạng trí huệ như hải. Từ quý tăng đường nguyện chúng sanh thông ly đại chúng nhất thiết vô ngại. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thề nguyện học Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành.